bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta phải đối mặt với những nỗi đau dường như quá lớn, tưởng chừng như không thể nào đủ sức để vượt qua thảm kịch ấy. Tuy nhiên, trong Chúa chúng ta được mạnh sức và tình yêu Ngài đủ để chữa lành mọi vết thương. Cuối cùng, nhờ chính những vết sẹo ấy, chúng ta có thể hiểu, cảm thông và yên ủi những ai có hoàn cảnh như mình. Hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Kathy Chick qua chủ đề Yêu thương và yên ủi. Mùa thu năm 1992, con gái sơ sinh Bonnie Culling, bé nhỏ của chúng tôi, qua đời chỉ mới 2 ngày sau khi cô bé được sinh ra. Một số người nói rằng Chúa dường như thật tàn nhẫn khi cho người mẹ mang thai đủ tháng đủ ngày để rồi cuối cùng lại sinh ra một đứa trẻ chỉ sống được có 2 ngày. Thật đau đớn khi một em bé phải qua đời khi vừa mới sinh ra. Nhưng tôi có thể làm chứng rằng ngay cả trong cơn đau đớn khủng khiếp nhất, tôi đã được nếm biết tình yêu và niềm an ủi từ Chúa. Tôi có thể chịu đựng nỗi đau bởi vì Ngài chăm sóc tôi và gánh lấy nỗi đau của tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu của Ngài bao phủ tôi một cách rõ ràng. Tôi biết Chúa muốn tôi cảm nhận mạnh mẽ rằng Ngài hiện diện bên cạnh tôi. Tôi biết sự sống và cái chết nằm trong tay Ngài. Và vì những lý do tôi chưa hiểu được, Ngài cho phép điều này xảy ra. Ngài cũng biết rằng tôi sẽ không quay lưng lại với Ngài. Tình yêu Ngài dành cho tôi đã dệt nên bức tranh cuộc đời tôi. Tôi biết Chúa không ngừng yêu thương mình và tôi đã bám lấy điều đó để tiếp tục yêu cuộc sống. Tôi biết Ngài sẽ chữa lành mọi đau buồn trong tôi. Với một tình yêu và sự yên ủi không thể đo lường, Ngài đã làm điều đó. Nhiều năm sau, có một gia đình mới chuyển đến trong khu phố của bạn tôi, Linda. Con trai 2 tháng tuổi của họ vừa qua đời vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Người vợ là Diana không thể nguôi ngoai nỗi buồn đến mức người chồng đang cân nhắc có nên hay không để đưa cô vào bệnh viện để điều trị. Linda chia sẻ câu chuyện buồn của gia đình hàng xóm và nhờ chúng tôi cầu thay cho họ trong buổi học Kinh Thánh Phụ Nữ. Bạn tôi cũng cho biết rằng vợ chồng Diana không phải là cơ đốc nhân và không có bất kỳ người nào thân trong thị trấn. Linda không hề biết rằng cách đây nhiều năm, con gái sơ sinh của tôi cũng chỉ sống được 2 ngày. Tôi hiểu những mất mát và đau buồn. Tôi biết nỗi đau khi trải qua hành trình khó khăn đó. Nhưng tôi cũng nếm biết bàn tay Chúa đã bồng ẵm vợ chồng tôi. Tôi muốn Diana biết rằng khi có Chúa nâng đỡ, nỗi đau của chúng ta sẽ được chữa lành. Linda gọi cho Diana, nhẹ nhàng hỏi thăm cô ấy có sẵn lòng để nói chuyện với tôi không, và kể cho cô ấy nghe một chút về câu chuyện của tôi. Diana khá háo hức và muốn được gặp tôi. Cô rất biết ơn khi có người để tâm sự về mất mát của mình. Tôi đã gặp Diana nhiều lần và Linda thường xuyên thăm nom cô ấy kể từ khi họ trở thành hàng xóm. Trong thời gian đó, Diana nhận được sự cứu rỗi và ở trong Chúa đã giúp cô ấy có cái nhìn tốt hơn với sự mất mát của mình. Giờ đây, Diana có hy vọng sẽ được gặp lại con mình và cũng có hy vọng cho chính bản thân. Cô ấy đọc Kinh Thánh mỗi ngày, bắt đầu đi nhà thờ và nhờ chúng tôi cầu thay cho chồng của cô. Anh ấy vui mừng vì vợ mình đã khỏe hơn, nhưng dường như chưa cởi mở đón nhận phúc âm như Diana. Nhưng tất cả chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho anh ấy. Tôi gặp Diana thường xuyên trong suốt 1 năm. Tôi sẽ luôn nhớ cái ngày Diana nói rằng cô đã khá hơn rất nhiều, vì cô bắt đầu thích thú trở lại với những thứ vốn không còn hấp dẫn trong suốt một thời gian dài. Chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa không chỉ để nói về tình trạng của cô, mà còn tâm sự về đủ thứ chuyện, chuyện nhỏ, chuyện thường ngày trong gia đình, hội thánh và công việc. Cô đã đi cả một chặng đường dài để rồi giờ đây chúng tôi có thể dành thời gian cho nhau như những người bạn thân thiết. Đó là khi tôi biết cô ấy đang được chữa lành. Chính đấng chữa lành nỗi đau mất mát của tôi cũng đã chữa lành cho Diana. Và tôi cảm ơn Chúa vì tôi có thể giúp Diana trên hành trình phục hồi của mình. Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giêsu Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn
để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp. Cô-rinh-tô nhì chương 1 câu 3, câu 4. Thân mời chúng ta cầu nguyện. Cha yêu dấu ơi, có những lúc con tưởng như không thể chịu đựng nỗi bi kịch ập đến trong cuộc sống. Nhưng kỳ diệu thay, tình yêu Ngài đã an ủi, nâng đỡ, chữa lành và giúp con tiếp tục cuộc hành trình. Xin Chúa cho con biết dùng trải nghiệm của mình để giúp đỡ những người gục ngã để rồi qua đời sống con. Họ cảm nhận được tình yêu và sự yên ủi kỳ diệu của Chúa và nhận được sự chữa lành trong Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, có thể bạn không hiểu tại sao chuyện đau lòng này lại xảy đến với mình. Tuy nhiên, Chúa có lý do cho mọi việc và Ngài luôn làm những điều tốt nhất cho bạn. Đừng nghi ngờ, hãy cầu nguyện xin Chúa thêm sức để bạn vượt qua nỗi đau. Và cuối cùng, hãy tôn vinh Ngài bằng cách dùng những trải nghiệm của mình để đem đến sự chữa lành cho người khác. Một chiều buồn, nắng tàn phai úa trên con đường dài hoang vắng. Giọt nước mắt sưng sưng niềm đau rơi xuống âm thầm. Đời mịt mù biết đi phương nào khi sương đêm vương lạnh tà áo. Nghe lòng vỡ thành lời nguyện khấn cùng cha yêu dấu. Tìm về Chúa vâng đã nương giữa êm đềm tuyệt vời, nguồn yêu thương vô biên an ủi tim người. Dù cuộc sống đầy dẫy đau buồn trần gian đem tới, vẫn xin muôn đời yêu Chúa thôi. Nhiều lần thật ngỡ ngàng khi thấy muôn phương không ngừng mưa gió, mà thử thách đau thương còn gieo thêm mối nghi ngờ. Ngoài trời đầy bóng mây giăng mờ, khi bên trong tâm hồn dạn vỡ, nhưng mọi bước đường cùng lòng vẫn nhìn lên Thiên Chúa. Tìm về Chúa vâng đã nương giữa êm đềm tuyệt vời, nguồn yêu thương vô biên an ủi tim người. Dù cuộc sống đầy dẫy đau buồn trần gian đem tới, vẫn xin muôn đời yêu Chúa thôi. Rồi lòng nhận biết rằng qua những đau thương như dồn dập đến, thường khiến đức tin tôi càng thêm cao khiết sâu nhiệm. Càng gần Ngài nếm bao êm đềm trong tương giao vô cùng chiều mến. Sau thử thách là niềm hạnh phúc về neo trên bên. Tìm về Chúa vâng đã nương giữa êm đềm tuyệt vời, nguồn yêu thương vô biên an ủi tim người. Dù cuộc sống đầy dẫy đau buồn trần gian đem tới,
vẫn xin muôn đời yêu Chúa thôi, vẫn xin muôn đời yêu Chúa thôi. Quý thính giả thân mến, thật phước hạnh khi được thờ phượng Chúa và học biết lời của Ngài qua những giờ tĩnh nguyện. Ban biên tập luôn hồi hộp và xúc động khi đọc được những dòng tin nhắn của quý vị gửi về cho chương trình mỗi ngày. Một thính giả đã để lại lời nhắn trong một bài tĩnh nguyện như sau: cảm tạ Chúa, cảm ơn chương trình. Có lẽ quý vị không biết là Chúa đã dùng chương trình để đáp ứng lời cầu nguyện của tôi bao nhiêu lần rồi đâu. Thật lạ lùng và diệu kỳ trong ơn thần hữu của Chúa. Nguyện xin Chúa ban phước tràn đầy trên chương trình để mỗi ngày càng kết quả cho công việc Chúa và càng vinh hiển danh Ngài. Một thính giả khác bày tỏ: Chúa ơi, Chúa yêu thương chúng con. Dù chúng con vấp ngã thì Chúa thương xót nâng dậy và ban thêm sức để chúng con được tiếp tục đến với Chúa, đi theo Ngài. Cảm ơn chương trình tĩnh nguyện đã làm cho tâm linh tôi đổi mới từng ngày qua sự dạy dỗ của lời Chúa. Quý thính giả thân mến, chúng tôi thực sự biết ơn Chúa khi được lắng nghe những chia sẻ của quý vị về cách mà Chúa dùng chương trình tĩnh nguyện hàng ngày để nuôi dưỡng, hướng dẫn và khích lệ quý vị. Để chương trình tĩnh nguyện hàng ngày tiếp tục được phát triển, ban biên tập rất cần sự cầu thay và đồng hành của quý vị. Nếu quý vị được cảm động muốn chia sẻ và góp phần dâng hiến cho chương trình, xin vui lòng liên hệ qua email chia sẻ@quanquay.vn hoặc gọi trực tiếp đến hotline 0896 164 199. Đừng quên bấm theo dõi kênh và chia sẻ chương trình này cho bạn bè và người thân quý vị nhé. Nguyện Chúa ban cho quý vị một ngày phước hạnh. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.